Thông tin về việc một đoàn khách bao gồm 4.500 người từ Ấn Độ đến du lịch tại Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Đa phần 4.500 du khách Ấn đến Việt Nam du lịch lần này đều là nhân viên thuộc tập đoàn dược phẩm Sun Pharma của tỷ phú Ấn Độ Dalip Sanghvi. Sau khi các tin tức về chuyến du lịch 4.500 du khách Ấn Độ này được đăng tải, thông tin liên quan đến vị tỷ phú này cũng như tập đoàn dược phẩm của ông đã nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Ông ấy giàu cỡ nào, tập đoàn khủng ra sao? Dalip Sanghvi là một trong những vị đại gia kín tiếng nhưng quyền lực nhất tại Ấn Độ, người đã đưa Sun Pharma trở thành một trong những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới. Những đồng nghĩ ông ấy đã ngồi từ nhỏ trên núi tiền. Câu chuyện của ông Dalip bắt nguồn từ một cửa hàng thuốc nhỏ xíu của cha ở một vùng quê Ấn Độ. Sinh năm 1955, ông Dalip lớn lên trong một gia đình mà chuyện buôn bán thuốc là nghề truyền thống. Nhưng thay vì theo con đường học hành tới nơi tới chốn, ông lại chọn làm việc ngay trong cửa hàng thuốc của cha. Sau một thời gian, với số vốn ít ỏi, ông quyết định tự mình khởi nghiệp. Thế là năm 1983, Sun Pharma đã ra đời tại Vapi, một thị trấn bé tí. Từ bán thuốc tâm thần đến bá chủ ngành dược. Lúc mới ra đời, Sun Pharma chủ yếu sản xuất mấy loại thuốc điều trị tâm thần như thuốc điều trị trầm cảm hay là tâm thần phân liệt. Nhưng ông Dalip đâu có chịu dừng lại ở đó. Với tầm nhìn xa trông rộng, ông bắt đầu mở rộng sang các lĩnh vực khác trong ngành dược phẩm, từ thuốc kháng sinh đến thuốc điều trị các bệnh mãn tính. Nhờ chiến lược mua lại hàng loạt các công ty khác, Sun Pharma lớn mạnh nhanh chóng. Một trong những thương vụ đình đám nhất được thực hiện vào năm 2014, mua lại Ranbaxy và biến Sun Pharma trở thành một gã khổng lồ thực sự. Ông Dalip, từ một người bán thuốc lẻ, đã trở thành một tỷ phú hàng đầu Ấn Độ. Đỉnh điểm, có lúc ông còn vượt mặt Mukesh Ambani, người mà nhiều người cũng biết rồi, giàu nhất đỗ đổ vách để trở thành người giàu nhất Ấn Độ, đó là năm 2015. Nhưng ông Dalip chẳng mấy khi khoe khoang về tài sản của mình. Ông thích làm hơn là nói và luôn giữ một thái độ rất khiêm tốn. Và thế là, mặc dù luôn thuộc top những người giàu có nhất Ấn Độ, nhưng ông Dalip lại có lối sống vô cùng giản dị. Không xuất hiện trước báo chí quá nhiều, chỉ tập trung vào việc điều hành công ty. Cuộc sống gia đình của ông cũng chẳng khác gì người thường. Ông sống cùng bà vợ của mình và hai con. Có người từng nói rằng dù là tỷ phú nhưng ông Dalip vẫn thích đi xe máy cũ hơn là sắm siêu xe. Vì đối với ông, giá trị thực sự nằm ở chất lượng sản phẩm và lòng tin của khách hàng, chứ không phải là những thứ hào nhoáng bên ngoài. Ngoài chuyện kinh doanh, ông Dalip cũng là một người có tâm. Ông đầu tư không ít tiền bạc và công sức để cải thiện hệ thống y tế ở Ấn Độ, cung cấp các loại thuốc chất lượng cao với giá cả phải chăng. Ông không chỉ kiếm tiền cho mình mà còn tạo ra những giá trị xã hội, giúp nhiều người được tiếp cận với các loại thuốc mà họ cần. Đây chính là một hình mẫu lý tưởng cho một doanh nhân từ tay trắng làm nên, từ một cậu bé lớn lên trong tiệm thuốc nhỏ đã trở thành một ông trùm của những công ty dược phẩm thuộc vào loại lớn nhất trên thế giới. Và điều đáng ngưỡng mộ nhất là dù đứng trên đỉnh cao thì vẫn giữ được sự khiêm tốn của mình. Vậy tập đoàn của ông Sun Pharma lớn cỡ nào? Đây là một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới và là tập đoàn dược phẩm lớn nhất ở Ấn Độ. Để hiểu rõ hơn về quy mô của tập đoàn này, chúng ta có một vài con số để dễ hình dung. Về mặt doanh thu hàng năm, thì Sun Pharma đạt doanh thu hơn 5 tỷ đô mỗi năm, đứng trong top những công ty dược phẩm hàng đầu toàn cầu về doanh thu. Tập đoàn này đang chiếm khoảng 8% thị phần dược phẩm ở Mỹ, mà Mỹ thì lại được coi là thị trường dược phẩm lớn nhất ở trên thế giới. Họ cũng nắm giữ thị phần lớn ở Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất trên hành tinh. Không chỉ có thế, Sun Pharma hoạt động tại hơn 100 quốc gia và có các cơ sở sản xuất ở 26 quốc gia khác nhau, từ Mỹ, Canada, Brazil, Mexico cho đến các nước châu Âu. Tập đoàn này có hơn 36.000 nhân viên trên toàn thế giới, trong đó có một đội ngũ lớn các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu làm việc ở các trung tâm R&D của họ. Hàng năm, họ dành hơn 7% doanh thu cho R&D, có nghĩa là nghiên cứu và phát triển, tương đương với khoảng 350 triệu đô la Mỹ. Họ có khoảng 2.000 nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực này. Sun Pharma cũng sản xuất và cung cấp hơn 2.000 sản phẩm trên toàn thế giới, bao gồm có các loại thuốc gốc, thuốc điều trị bệnh mãn tính, thuốc kháng sinh và nhiều loại thuốc đặc trị khác. Họ nổi tiếng với việc sản xuất các loại thuốc trong lĩnh vực tâm thần, tim mạch và da liễu. Sun Pharma cũng đóng góp rất nhiều vào các hoạt động xã hội mà ông chủ của mình là người khởi xướng, bao gồm các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục và bảo vệ môi trường với các quỹ từ thiện lên đến hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. Đây không chỉ là một công ty lớn của Ấn Độ mà còn là một gã khổng lồ toàn cầu về ngành dược phẩm.
Với doanh thu cả tỷ đô như vậy, hoạt động ở hơn 100 quốc gia và hàng chục nghìn nhân viên, Sun Pharma thực sự là một tập đoàn có sức ảnh hưởng lên toàn thế giới. Vậy cụ thể hơn nữa thì ông chủ của Sun Pharma giàu cỡ nào? Ông giàu đến mức nếu mà ông ấy rút tất cả tiền của mình về, có thể lấp đầy hàng sân vận động lớn ở Ấn Độ. Đùa chút thôi, nhưng mà thực sự tài sản của ông ta có lúc lên đến khoảng 20 tỷ đô la Mỹ rồi cả cao hơn, đủ để ông lọt vào top những người giàu nhất Ấn Độ và giàu nhất ở trên hành tinh. Với tài sản cỡ 20 tỷ đô la Mỹ, ông Dalip có thể vượt qua GDP của nhiều quốc gia nhỏ. Ví dụ GDP của Maldives, một quốc gia nổi tiếng về du lịch và cũng không quá xa Ấn Độ, là khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Nghĩa là ông Dalip có thể mua cả đất nước Maldives và vẫn còn dư khá tiền để tổ chức tiệc tùng cho cả nước. Còn nói về đầu tư bất động sản, với số tiền đó, ông có thể mua hết toàn bộ các căn hộ cao cấp ở một khu phố giàu có ở nước Mỹ hoặc thậm chí là một phần của Manhattan tại New York. Và nếu giả sử ông ấy kiếm được 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày thì phải mất hơn 54 năm mới tích lũy được số tiền mà ông ấy đang có từ con số 0. Và hãy nên nhớ rằng ông không kiếm tiền kiểu đó mà còn kiếm tiền nhanh hơn nhiều. So với những công ty khác thì Sun Pharma có giá trị thị trường lớn hơn nhiều công ty công nghệ và dược phẩm. Để mà dễ hình dung, giá trị của Sun Pharma có thể đủ để mua lại một số công ty công nghệ lớn của Ấn Độ hoặc sở hữu một phần lớn các hãng xe hơi ở trên toàn cầu. Nếu ông Dalip muốn và ông có thể mua hàng triệu chiếc xe ô tô tầm trung mỗi năm mà không lo cạn kiệt. Lấy một ví dụ như một mẫu xe được rất là ưa chuộng tại Việt Nam, CR-V, có giá khoảng 30.000 đô khi mà xuất xưởng. Ông có thể mua khoảng 666.666 chiếc xe như vậy, có thể là tặng mỗi người dân của một thành phố cỡ trung bình một chiếc xe riêng. Đúng là mức độ giàu có của ông Dalip thì không thể đong đếm được. Nó không chỉ nằm ở số tài sản mà còn nằm ở sức ảnh hưởng khổng lồ mà ông ấy có trong ngành dược phẩm toàn cầu. Vấn đề cuối cùng, vì sao ông ấy lại chọn cho nhân viên của mình đi du lịch tại Việt Nam? Trước hết thì đây nằm trong một bức tranh chung. Khách du lịch Ấn Độ đang ngày càng quan tâm và yêu thích du lịch Việt Nam với rất nhiều những điểm đến lý tưởng cho các sự kiện từ đi chơi, đi du lịch trải nghiệm, đám cưới, kỷ niệm, đính hôn của tầng lớp thượng lưu và trung lưu. Đây là một trong những thị trường khách tăng trưởng đột biến ở Việt Nam thời gian qua. Họ luôn nằm trong top 10 nguồn khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam từ đầu năm 2024 cho đến giờ. Theo đánh giá của tờ Economic Times, ước tính vào năm 2024, du khách Ấn Độ đã chi tiêu khoảng 42 tỷ đô la Mỹ cho việc du lịch. Họ ngày càng quan tâm và yêu thích các điểm đến của Việt Nam, nghĩa là cũng sẽ tiêu nhiều tiền ở Việt Nam, trong đó có Hà Nội, Ninh Bình, Phú Quốc, Hạ Long, Đà Nẵng. Đó là những điểm đến lý tưởng cho các sự kiện như là đám cưới, kỷ niệm đính hôn. Họ cũng có xu hướng đến các địa điểm có thời tiết mát mẻ, cảnh quan đẹp hoặc có biển đẹp, thích mua sắm. Họ ưu tiên các điểm đến có nhà hàng ẩm thực phù hợp với thị hiếu và thói quen như là những nơi có các món ăn Ấn và các món ăn chay. Và nhiều người thì lại nghĩ rằng phải chăng đây là một ẩn ý khác? Bởi vì thị trường dược phẩm Việt Nam đang phát triển mạnh với mức tăng trưởng hàng năm ước tính khoảng từ 10 cho đến 15%. Dân số nước ta thì đông 100 triệu người rồi. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng ngày càng tăng do có điều kiện và sự phát triển của hệ thống y tế. Đó là những yếu tố thu hút các công ty dược phẩm lớn, trong đó có Sun Pharma. Việc đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam cũng sẽ là một khả năng mà Sun Pharma có thể xem xét. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nguồn lực tại chỗ mà còn hỗ trợ cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với thị trường Việt Nam, nếu có. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.